Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giải bài tập số 34, viết chương trình tìm số lớn nhất trong ba số thực ABC. Đấy. Thì về ý tưởng để giải bài tập này, thì mình sẽ trình bày như sau. Đầu tiên, mình sẽ gắn cái giá trị max, khởi tạo một giá trị max. Đấy. Và mình gắn cho cái giá trị max đó bằng cái số A. Đấy, bằng số A đây ạ. Và sau đó mình sẽ so sánh cái giá trị max này với hai giá trị B và C. Nếu như cái giá trị max này nó mà nhỏ hơn B thì nó sẽ gắn max bằng B. Đấy. Và sau đó nó sẽ tiếp tục so sánh cái giá trị max vừa mới được thay thế đó cho cái giá trị C này. Nếu như cái giá trị max đó mà nó lại bé hơn C thì nó gắn max bằng C, và nếu như cái giá trị max đó mà nó không mà nó lớn hơn C thì giá trị max nó vẫn giữ nguyên luôn, tức là nó vẫn bằng C và bằng B đấy. Rồi chi tiết chương trình thì mình sẽ làm như sau. Ở đây thì mình cũng đã viết trước một cái đoạn chương trình này ở đây rồi. Thì đầu tiên mình cũng phải khai báo một số cái thư viện cho nó, và sau đó sẽ đi vào cái hàm main, và trong hàm main này thì mình bắt đầu khai báo những cái biến cần thiết kiểu float, tức là kiểu thực đó. Đầu tiên sẽ là khai báo A, B, C và một cái biến max. Và sau đó mình sẽ nhập những cái giá trị A, B, C vào. Đấy. Vì đây là kiểu số thực nên đây khi các bạn sử dụng cái câu lệnh scanf này thì đây sẽ là phần trăm F và đây là ABC đấy ạ. Và sau đó, sau khi đã nhập vào ba cái số ABC thì mình sẽ gắn cái giá trị max cho nó là bằng A. Đấy, max bằng A. Và sau đó sử dụng một câu lệnh if. Nếu như mà max bé hơn B, đúng không ạ? Tức là cái giá trị lớn nhất này nó mà bé hơn cái giá trị B này thì nó sẽ gắn cái giá trị lớn nhất bằng cái giá trị B. Đấy. Tức là max lúc này thì nó sẽ bằng B. Đấy. Giá trị lớn nhất bằng B. Và tiếp theo thì nó sẽ sử dụng một cái câu lệnh if tiếp để so sánh tiếp. Nếu như cái giá trị max này, đúng không ạ, mà bé hơn C thì như nào, thì nó sẽ tiếp tục làm như cái if, câu lệnh if ở trên, thì nó sẽ gắn cái giá trị max bằng C, đúng không ạ? Và sau đó sẽ in ra màn hình cái số lớn nhất trong ba số ABC đấy, ba số ABC ở đây trên đây là cái giá trị ở max ở đây. Rồi mình sẽ chạy cho các bạn xem. Rồi, bây giờ mình sẽ nhập A. Mình sẽ nhập 1.12. B là 2.22. C là 3.33. Rồi, thì nó đã in ra cái số lớn nhất. Số lớn nhất trong ba số 1.212 đây. 1.220 đây. Và 3.330 là cái số 3.33 đúng không ạ? Đúng. Thì ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy rằng cái số 3.33 này là số lớn nhất, đúng không ạ? Đấy. Các bạn có thể để ý ạ. Ở đây mình nhập là 1.12 đúng không ạ? Nhưng ở đây nó lại hiển thị là 1.120. Đấy. Và những cái số sau nó cũng tương tự. Thì vì sao là như vậy? Thì mình sẽ giải thích như sau. Vì ở đây khi các bạn định dạng cái kiểu cho nó, ở đây mình đặt là phần trăm trong cái lồng cái lệnh print này, mình đặt là phần trăm 10.3f. nghĩa là gì? Nó có nghĩa là phía trước cái dấu cái phần nguyên á, phần nguyên của cái phần thức á,
của số thực, phần nguyên của số thực, tức là nó sẽ lấy tối đa là 10 số trước cái dấu phẩy. Đấy, và số 3 này tức là nó có ý nghĩa là sau cái dấu phẩy thì nó sẽ lấy 3 số. Đấy, tối đa là 3 số. Các bạn nhớ rằng phía trước cái dấu chấm này là tối thiểu. Đấy, còn phía sau dấu chấm là tối đa. Đấy, rồi đó là cái cách mà mình muốn nói thêm. Thì cái chương trình này nó khá là đơn giản, các bạn cũng có thể dễ dàng giải được bài tập như này. Trên đây là cái bài tập dùng để tìm số lớn nhất trong 3 số thực được nhập vào từ bàn phím. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.